Mô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy tức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thần Phạm Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, môn học Thắng Pháp Phổ Thông, Thắng Pháp Tập Yếu, Abhidhamma Sanggraha. Abhidhamma Sanggraha, sáu tâm giới căn si, chánh văn. Upekkha sahagatang vicchicca sambajuttang sambajuttamekang upekkha sahagatang uttaccha sambajuttang tâm mê căn tí ý ma nỉ duệ tí mô hù ha chít ta nỉ na má. Sắp bát tha bí đoà đắc sắc cú sa la chít ta nỉ sắm mắt ta nỉ. Một tâm đi chung xã tương hợp với nghi hoặc, một tâm đi chung xã tương hợp dao động, những tâm này gọi là hai tâm đi với căn si. Như vậy là kết thúc tổng cộng là 12 tâm bất thiện. Upekkha sahagatang đi với thọ xã. Quý chí kích cha xăm bá dút tăng tương hợp với nghi hoặc ê căn một út thấp chá xăm bá dút tăng tương hợp với dao động mô hu hát chít ta ní những tâm có căn si. Ít chê văn ý tí khổng ê văn là như vậy. Sắp bát tha bí tất cả đoa tát sa cú sa lá chít ta ní 12 tâm bất thiện sắm mắt ta ní tổng cộng. Tên gọi hai tâm si theo cách dịch của Ngài Tịnh Sự. Một tâm si hoài nghi, hai tâm si phóng dật. Người đọc, người học khi nói gọn có thể gọi hai tâm si là tâm si hoài nghi và tâm si dao động. Chú thích: tâm si moha chiết tá được hiểu là tâm có chất liệu khiến sự nhận thức mê mờ không chính xác. Thắng Pháp Abhidhamma nêu rõ sự khác biệt giữa tâm ly trí không có trí tuệ và tâm si di với thuộc tánh si ám,
có thể. Thí dụ tâm ly trí giống như trong một căn nhà bình thường, lúc nào đó không có người tài năng xuất chúng nhưng vẫn có thể tồn tại bình thường. Còn tâm si giống như trong nhà có người hay làm việc dại dột, có thể tạo nên nhiều thứ bất thường như tai họa chẳng hạn. Có những lúc tâm không có trí tuệ nhưng không phải là tâm si như nước thiếu chất khoáng nào đó. Tâm si giống như nước bị mờ đục vì pha bùn, rất khác với nước trong mà thiếu chất khoáng đặc biệt nào đó. Cần phân si và thuộc tánh si. Tất cả tâm si đều có thuộc tánh si, và rõ hơn là bốn thuộc tánh si phần. Thế nhưng vai trò của thuộc tánh si lại có mang tính cách đặc biệt hơn tâm si. Nếu so với tâm tham, sự dính mắc với cảnh, hay tâm sân, sự khó chịu đối với cảnh, thì hai tâm si tương đối trong tình trạng bị động với thọ xả. Trong lúc thuộc tính si tính là chính là vô minh, avijja, có trong tất cả tâm bất thiện và chi phối tất cả hành động tạo tác thiện ác, tạo nên quả luân hồi. Tâm si nghi hoặc vichitta sambajjata là trạng thái tâm trù trừ, có lẽ chính xác nhất là chữ lần khừng. Trong cách nói bình thường có thể đơn viết bằng ngoại ngữ bản thân không đọc được, thay vì cứ chọn một thứ hay đứng dậy đi nơi khác tìm thức ăn mình biết hơn thì cứ ngồi đó lật qua lật lại không biết chọn món nào, mặc dù có đọc thêm 10 phút trong sự lưỡng lự cũng không giúp ích gì. Phải lưu ý hai điều ở đây. Thứ nhất, nhiều bản dịch Việt gọi là tâm si hoài nghi. Chữ hoài nghi không nhất nói chính xác ý nghĩa của tâm si này và cũng không hẳn là bất thiện. Nghe một người hay nói dối, chuyển thông tin gì đó nên thấy hoài nghi hay hồ nghi, trạng thái đó không gọi là tâm si nghi hoặc mà chỉ là sự không cả tin đối với điều đáng cân nhắc. Cũng có thể là thứ trí tuệ. Chính vì vậy, giáo trình này chọn chữ nghi hoặc. Thứ hai, nhiều quyển sách và giáo trình định nghĩa tâm si nghi hoặc hoài nghi tam bảo, hoài nghi nghiệp báo, hoài nghi tam thế. Định nghĩa như vậy rất hạn hẹp. Một người không biết gì về tam bảo, luân hồi nên chưa bao giờ có hoài nghi. Nên chưa bao giờ nghi gì, nhưng không có nghĩa là không có tâm si hoài nghi. Những về tam bảo, nghiệp báo, luân hồi là tâm si nghi hoặc, nhưng tâm si nghi hoặc không phải chỉ có chừng đó. Tâm si dao động Uttaccha Sambajjata là tâm bị nhiễu loạn trước cảnh. Thí dụ, trong một gia đình thiếu kiến thức, tiền bạc, thân thế, khi gặp chuyện lớn hay nhỏ thường lao sao, thiếu sự điềm đạm, vững chãi. Chữ Uttaccha được nhà Tịnh Sự dịch và Thượng Minh Châu dịch là trạo cử. Từ ngữ phóng dật trong chữ dù là cổ văn hay kim văn đều mang ý nghĩa là sự buông thả, giải đãi, dễ nuôi, đôi khi cũng gọi là dễ vui. Từ ngữ phóng dật được Hòa Thượng Thích Minh Châu dùng để dịch cho thuật ngữ Bá Ma Đá. Ngài Tịnh Sự giải thích hai chữ phóng dật và trạo cử đều dịch theo nghĩa dụ. Phóng là ném, dật là tung, giống như đống tro bị hòn đá ném vào, tung tóe tro bụi. Trạo cử là mái chèo khua động, khiến mặt hồ dậy sóng. Cả hai điều chỉ cho sự dao động, một từ ngữ quen thuộc với phần đông nên chọn chữ này. Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn. Dạ, con đã đọc xong bài. Chúng con vâng.
Kính mời đạo tràng cùng con đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Thời Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu, diệu pháp cao thâm, phân dân chư chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp tăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên, như hoa sen đẹp xinh, đóa dương cao, đóa lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bi mận ngưỡng cầu tế độ, ngừ cứu thổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên dẫn di trần phủ phục thiết tha bi đức sáng ngời, pháp dương im lặng nhận lời, giờ giường độc giả vì đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại liễu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, quần khai giáo hóa mở đường độ sinh, bởi cớ tích sự tình ngày trước tại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường, hàng thiện tính mãi mê trần cảnh. Bốn nghiệp bốn
Dạ đạo tràng con nghe con nói không? Được, nghe rõ cô nhìn khóc. Dạ con mà sư thỉnh ngài cô, trở lại đi sư ngài bạch chân. Cô Như Pháp không hỉ cầm mic, nhưng mà thượng thượng ngồi hưởng đức đẳng thì có thể cầm mic trở lại, cô cho biết âm thanh tốt. Dạ 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 dạ. Dạ con nói không biết đạo tràng có nghe được. Dạ con nghe âm dạ, thanh rõ thanh thị ơi, nghe rõ thanh thị. Dạ. Dạ con đã thấy ngài trở lại đạo tràng, con cung thỉnh ngài cầm mic ạ. Không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ thưa con nghe rõ. Lâu lắm mới tổ trạng bảo thọc là như vậy. Mình làm việc ở trong bảo thọc có nhiều khi gọi là cầu may, nói tiếng người Việt Nam gọi là hên xui thôi, chứ là cũng muốn giải thích sao có khi nó bị khác. Nam mô Bụt Thầy, dạ xin đại lễ chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được nói lại khi nãy là chúng tôi cứ giảng được khúc đầu rồi, nhưng mà rồi sao đó biết là không có ai nghe được hết. Bây giờ thì mình bắt đầu là từ đâu? Trước nhất thưa quý vị, bài học về tâm si đó, thường có những cái ngộ nhận về tâm si ở trong đời sống là đó là cái tâm không có quan trọng như tham sân. Dạ, tham là mình ham muốn, sân là nổi nóng, thí dụ như vậy. Và cái người mà gọi là có tâm si đó thì thường xem như người vô tội trong cái nhìn thưởng thức ở bên ngoài. Mình nghĩ rằng người nào tham lam hay là sân hận thì mới có gì đáng trách, chứ si mê đâu có gì đâu đáng trách. Mà chúng ta cũng hiểu tham sân si theo cái ý nghĩa có tính cách là thưởng thức. Như chúng ta nói tham là người nào mà ham muốn quá độ, dạ mới gọi là tham. Còn ham muốn ít ít thì không gọi là tham. Ví dụ như mình ăn chén cơm ngon, mình thích món ăn ngon đó, thì cái đó không gọi là tham theo thưởng thức ở ngoài đó. Mà khi nào mình ăn món ngon rồi mình giành của người khác ăn luôn á, thì cái đó người ta mới gọi là tham. Còn sân á, khi nào mình khó chịu mà mình đến sân á, thì không gọi là nổi sân, cũng còn tự chế mà sân. Mà mình nổi đóng mình la hét lên đó thì mới gọi là nổi sân. Thì cái tham cái sân đó, đó là theo cái hiểu thường tình ở bên ngoài. Chứ trong Phật Pháp đó, thì ngay cả khi chúng ta nhìn thấy một cái đóa hoa đẹp mà chúng ta quá thịt sự dính mắt, thì trong sự dính mắt cũng đã có tham. Hay hoặc giả là một cảm giác khó chịu với cái gì đó một chút thôi thì nó cũng là sân. Trường hợp si cũng vậy. Si nó hiện diện ở trong đời sống của chúng ta và nó chi phối chúng ta. Chi phối ở cái mức độ mà đôi khi chúng ta không có cái ý thức rõ là có mặt cái tâm si. Không phải chờ cho đến khi mà mình mê mờ như là bị ma ám hay là gặp trường hợp nào mà mình gọi là nhất thời đần độn thì mới gọi là tâm si. Không phải vậy. Chúng ta lắng nghe kỹ hai cái trạng thái của tâm si thì chúng ta sẽ thấy được là tâm si đó nó có mặt hiện diện trong đời sống nhiều hơn chúng ta nghĩ, và nó ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn là chúng ta biết. Thì trước tiên thôi, vì ở đây không cái chữ mà chúng tôi phải dịch sát theo
văn bản, nhưng mà chúng tôi không hài lòng lắm. Đó là chữ moha, mudita, tức là tâm tâm có căn si. Dạ, tâm căn si. Thì hai cái thứ tâm chúng ta học vừa qua đó là tâm có căn tham, tâm căn sân thì nó dễ. Nhưng mà riêng về để tâm có căn si đó, thì nếu mà chúng ta nói một cái chính xác thì đây là hai tâm chỉ có căn si. Còn trong khi đó cái tâm tham và tâm sân thì nó có căn tham nhưng mà cũng có căn si. Tâm sân cũng có căn sân mà cũng có căn si. Còn cái tâm si này nó chỉ có một duy gọi là dạ. Thành ra khi mà chúng ta nói tâm có căn si đó, nếu mà mình nói không khéo có thể là nói sai ở một điểm là tưởng được tâm tham tâm sân không có căn si, tâm tham tâm sân cũng có si, nhưng mà riêng hai tâm si này nó đơn thuần là chỉ có tâm si mà thôi. Cái lầm lẫn mà chúng ta thường có đó là mình nghĩ rằng u mê hay là si đó là cái sự vắng mặt của trí tuệ. Cái sự vắng mặt của trí tuệ nó khác với tâm si. Si được hiểu như là một cái chất liệu, mà chất liệu nó làm cho cái tâm, nhưng mà cái tâm không nhận rõ. Chúng tôi lấy ba cái thứ nước để làm thí dụ. Một á, là một loại nước mà chúng ta xài hàng ngày, như mình mở cái nước máy ra đó, thì cái nước đó nó thường nó chỉ là nước thôi. Và nếu để 2-3 ngày chúng ta còn nước lạnh thôi, still water chẳng hạn, nước lạnh thôi. Và có một loại nước khác á, nó có cái chất khoáng như là nước Perrier chúng ta uống chẳng hạn, nước suối, nước suối nước Perrier chúng ta uống á, và nhiều loại nước suối khác như Việt Nam có nước suối Bình Hảo chẳng hạn. Rồi có một thứ nước khác là nước bùn. Cái nước mà có bùn đó được ví dụ như tâm si. Và cái nước bình thường á là được ví dụ như là cái tâm không có trí tuệ. Và cái nước mà đi với trí tuệ đó, thì chúng ta tạm gọi giống như nước Perrier là nước có chất khoáng về. Do đó chúng ta phải phân biệt rõ điều này. Nếu chúng ta không có phân biệt rõ đó thì chúng ta sẽ có vấn đề là mình cứ nói là tâm si có nghĩa là tâm u mê không có trí tuệ. Thật ra ở đây cái sự mê mờ nó không có đơn thuần là nó không phải là không có trí tuệ. Dĩ nhiên nó không có trí tuệ rồi, mà nó còn có những cái chất liệu khác khiến cho cái tâm mê mờ. Chất liệu đầu tiên mà chúng ta phải nói đó là thuộc tánh si. Dạ, thuộc tánh si tức là cái thuộc tâm tánh đó, nó được ví dụ như là bùn bỏ vô trong nước thì làm cho nước đục, và cho nước đục thì chúng ta không thể để xuyên suốt được. Thì cái đó là một thứ chất liệu. Bây giờ chúng ta nói đến hai thứ tâm si. Tâm si đầu tiên đó, gọi là tâm si nghi hoặc. Nghi hoặc tức là trạng thái trù trừ, lưỡng lự, vân vân. Và cái sự trù trừ này đó, chúng ta nên hiểu là nó là một thói tật, nó là một thứ mà mặc dù nó không mang lại cho chúng ta được cái gì hết, nhưng mà nó vẫn luôn luôn như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong bài học chúng tôi có cái thí dụ đó, một cái người đi du lịch, như chúng ta qua du lịch bên Âu Châu, chúng ta đến Hungary hay là nước Czech, Cộng hòa Czech hay là Romania chẳng hạn, thì ở tại các nhà hàng đó họ một số đó họ có thực đơn bằng tiếng Anh, một số họ không có thực đơn tiếng Anh mà toàn là tiếng Hungary hay là tiếng Ba Lan, tiếng Czech chẳng hạn. Thì nếu một người mà bình thường có cái tâm quyết đoán thì cho dù họ không hiểu, nhưng mà khi là thực đơn ra thì họ có thể hỏi người bồi bàn là có nói tiếng Anh không và có giới thiệu món gì,
Món đó là món gì? Thí dụ món đó là món pasta, món nuôi hay là rau cải hay là món gì đó, họ giới thiệu cho anh biết. Và khi mà họ giới thiệu xong đó thì mặc dù mình không biết là món nào ngon món nào dở, nhưng mà mình cứ chọn món để giới thiệu, cái đó là một thái độ quyết định. Nhưng mà có rất nhiều người thì ở trong những trường hợp như vậy đó, họ cứ lần tới lần lui mặc dù họ không đọc được, và rất là khó khăn cho họ là một cái sự lựa chọn, tức là ở trong cái trạng thái phân vân. Và cái sự phân vân lưỡng lự này đó, mà danh từ thế tục chúng ta thường, danh từ thông tục ở ngoài ta gọi là lưng khưng, là lưng khưng, tức là trạng thái không có, không quyết định được gì hết, không quyết định được gì, không quyết đoán được gì trong đời sống này. Và có những người họ bị nặng vấn đề này, có những người ít hơn. Thì thưa quý vị, một thứ mà làm cho chúng ta thường lưng khưng trong cuộc sống đó là thời gian. Thời gian khiến cho chúng ta không nhớ rõ cái đã xảy ra, và chúng ta không biết rõ cái gì sắp xảy ra, ngay cả trước mắt cái hiện tại chúng ta cũng không xảy ra được. Thành ra chúng ta rơi vào trong một tình trạng gọi là hồ nghi, gọi là phân vân. Chúng tôi tránh dùng cái chữ hoài nghi. Chữ hoài nghi trên thực tế đó, nó là một cái từ mà thường khi nó chỉ cho cái tốt, có khi nó chỉ cho cái tốt. Ví dụ như những người Kalama đến gặp Đức Phật, họ nói rằng có nhiều người đến đây ai cũng xưng là giáo chủ hết, do đó chúng con không biết nên tin ai và không tin ai. Thì Đức Phật ngài giải rằng như vậy là phải, như là hoài nghi là phải, các không hoài nghi là phải. Trong những trường hợp đáng hoài nghi thì hoài nghi, chứ hoài nghi ở đây tức là cái chuyện đó mình không biết, mình đặt ra một câu hỏi. Đặt câu hỏi, ví dụ bây giờ chúng tôi sắp, chúng tôi đang làm cái việc dãy chùa, cần thuê một người đến để đặt cây, và những người đưa ra cái giá thì chúng tôi không quyết định liền được, là tại vì chúng tôi không biết cái giá đó có tốt hay không. Nhưng mà chúng tôi ghi nhận là công ty này họ cho cái giá là 1.000 Mỹ kim để họ chặt cây. Thì chúng tôi sẽ hỏi vài người nữa, hỏi theo quý Phật tử có cái giá được hay không, ví dụ như vậy. Rồi sau khi hỏi xong đó thì mới quyết định. Cái chuyện mà mình hỏi giá để mình thu thập dữ kiện, rồi thu thập dữ kiện xong rồi mình so sánh rồi quyết định, cái đó nó không gọi là bất thiện. Nó không, cái đó hay là giả là mình thấy một người họ thường nói dối, bây giờ họ tuyên bố cái gì đó mình hoài nghi, mình phải kiểm điểm lại. Hay là trong thời buổi bây giờ đó, người ta có đưa nhiều cái tin giả lên trên thì chúng ta nghe thì chúng ta gọi là tồn nghi. Tồn nghi tức là để đó, mình phải hỏi lại, đọc xem những hãng thông tấn khác họ nói như thế nào, chứ không thể đơn giản là có một bản tin mà mình nghe được liền. Thì cái hoài nghi đó nó không phải là cái xấu. Nhưng mà trong chữ Hán có cái chữ gọi là nghi hoặc. Nghi hoặc là một cái thái độ luôn luôn nêu lên để mà bỏ đó, nêu lên để mà không có không có giải quyết. Cái thái độ người quyết đoán là người quyết đoán á, thì tìm mọi cách để tìm ra cái câu trả lời bằng cách so sánh, bằng cách hỏi thăm, bằng cách đi sưu tầm tài liệu. Còn cái người mà hoài nghi đó là họ không có họ không có một cái quyết đoán gì hết. Chúng tôi lấy cái ví dụ như vậy là nếu bây giờ mà có ai đó nói với chúng ta là đồng Bitcoin, cái mệnh giá của nó hiện tại là 36.000 Mỹ kim cho một đồng Bitcoin. Nhưng mà nếu có ai biết là nếu mình mua một đồng Bitcoin như vậy đó, mà trong một năm sau nó lên 72.000, thì dù nó 36.000 thì nhiều người mua, tại mua chỉ 12 tháng sau nhưng gấp đôi ai cũng mua hết. Nhưng mà ở đây có vấn đề là chúng ta biết rằng đầu tư thì nó có khi lời khi lỗ.
mình có thể bỏ ra một số tiền nào đó mua đồ Bitcoin, nhưng cũng có thể mình phân vân là không hiểu mai kia bốn một nọ rồi đồng tiền nó có mất giá không, tự nhiên mất mấy chục ngàn. Và rõ ràng Bitcoin thì nó có lên có xuống, ví dụ như cách đây khoảng 5 6 tháng nó có lên 49 ngàn, bây giờ xuống xuống bao 2 ngàn chẳng hạn, thì chúng ta tự nhiên mình đứng lừa phân vân, lưỡng lự phân vân. Thì cái thêm lưỡng lự phân vân tương tự như là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đi chùa thì đi chùa, đọc kinh cũng có, nghe pháp cũng có, nhưng mà hạ quyết tâm tu thì không. Tại sao chúng ta không biết, không có quyết tâm tu? Tại vì đâu đó chúng ta vẫn còn phân vân là không biết là mình tu có đắc chứng hay không, thế này thế kia, rồi mình rơi vào trong cái tình trạng phân vân mà mình không làm được gì hết. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha.
Dạ xin lớp, chờ trong giây lát thường tòa sẽ trở lại ạ. Hả? Dạ bạch thượng tọa, con thấy như thượng tọa cầm mic mà con chưa nghe được à. Phật tử có dạ bạch thượng tọa, chúng con thấy thượng tọa vô room mà vẫn chưa thấy thượng tọa cầm mic à, không biết đạo tràng có nghe được con không ạ? À? Dạ con kính cảm ơn, xin kính tri ân đạo tràng. Rồi thượng tọa đại đức ra rồi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con hành kinh lĩnh lễ thượng tọa Pháp Đăng vừa quan đăng vào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không ạ? Dạ sa tu. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng điềm khuyết cho ngài giác đẳng một chút xíu. Cái nick của ngài bị trục trặc. Con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng ạ. À.
Nam mô Bích Hà. Dạ, có lẽ thượng tọa Pháp Đăng cũng không nghe được rồi. Dạ, con cung thỉnh ngài hòa thượng Giác Đẳng có thể cầm mic trở lại coi chúng con có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Dạ, con thấy thượng tọa Pháp Đăng đã trở lại đạo tràng, có lẽ là hòa thượng Giác Đẳng bị trục trặc máy rồi. Nếu thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh con cung thỉnh thượng tọa cầm mic để điền khuyết cho thượng tọa Giác Đẳng một chút ạ. Dạ, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh con không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là thượng tọa Pháp Đăng cũng không nghe được rồi, chạy trở ra rồi. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, con thấy thượng tọa Đăng là rất mịch và trở lại nữa rồi, rồi trở ra. Mà cái nick của thượng tọa Giác Đẳng hay nằm trong này mà chắc ngài không cầm mic được rồi. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, một lần nữa con thấy thượng tọa Pháp Đăng trở lại đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt rất là nhiều. Dạ, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh con không? Nếu sư nghe được thì cho con một tín hiệu, con cung thỉnh sư điện khuyết cho thượng tọa Giác, hòa thượng Giác Đẳng một chút xíu ạ. Dạ, thôi con xin xuống mít. Dạ, con thỉnh quý ngài cầm mít ạ. Nam mô Bích Hà. Dạ, dạ, có lẽ là cái nick của hòa thượng Giác Đẳng đã bị trục trặc rồi, bây giờ thượng tọa Pháp Đăng thì cũng không nghe được. Dạ, con cung thỉnh ý của quý ngài cũng như đại đức Tây Tri có thể để cho con để bằng ngày hôm qua của ngài Tề Siêu giảng trong giây lát trong khi chờ đợi được không ạ? Để đạo tràng tấm quăng quá. Dạ, sư có thể cho con gửi băng của ngài Tề Siêu giảng ngày hôm qua một chút không ạ? Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đồng ý. Dạ, vậy cho con phép con để thượng, dạ, để trong khi chờ đợi với bà sư, để đạo tràng trống vắng quá, mọi người vào sẽ tưởng là máy của người ta hư, nên con xin phép để con để băng, con ngồi con canh, nếu hòa thượng Giác Đẳng vào thì con sẽ xuống mít ra.
Vậy thì Ngài xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của Ngài và giáo pháp của Ngài thọ trì là những gì? Thì ngã sẽ trí Ngài mới suy nghĩ. Thường thì các cái du sĩ ngoại đạo họ hay chất chất các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật. Nếu mà ta nói nhiều thì chắc chắn nhiều rất là mệt mỏi phiền phức, cho nên Ngài chỉ nói rằng là ta mới xuất gia không được bao lâu, có nghĩa là chưa đầy một năm. Ngài xuất gia chưa đầy một năm, Ngài nói rằng ta xuất gia chưa được bao lâu nên không có học hỏi được nhiều giáo pháp của bậc đạo sư. Thì du sĩ Bạch Thế Sám mới thỉnh mời thỉnh cầu Ngài nói tóm tắt cũng được, thì Ngài sẽ chỉ Ngài mới tóm tắt thành một câu mà trong đó hàm xuất ý nghĩa là giáo pháp Đức Phật gồm trong bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Với duyên lành và trí tuệ có sẵn, Ông Bà Tây Sáng nghe như vậy hãy lãnh hội được và chứng quả chúng tôi gồm. Rồi Vua Sư Bà Tây Sáng hỏi Tôn giả Sa Chí, bậc đạo sư giờ đang ở đâu? Tôi muốn đến để đảnh lễ. Thì Ngài A Sa Chí Ngài nói Đức Thế Tôn đang ngự tại Quê Lô Quân Á ở Rajagaha, gần thành Rajagaha. Vì Vua Sư Bà Tây Sáng mới xin phép từ giả thầy đi tìm người bạn đồng song với mình là Cô Liên Tát và thuật lại cái bài kệ Ye Hi Tất Bật Tha Hoa Tê Sanh Hi Tôn Tập Thái và Tô Á Tê Sanh Chắc Niết Đô Thô Chắc Tê Quang Qua Di Maha Sma Đô. Phạm pháp nào sanh khởi cũng đều do duyên, dân hay pha qua do nhân duyên mà sanh lên. Đức Như Lai cũng chỉ rõ cái nguyên nhân sanh khởi các pháp ấy và Ngài chỉ luôn cái sự đoạn diệt của các pháp ấy. Đó là lời dạy của bậc đại sư môn. Vừa nghe xong bài kệ đó thì vua sư con như pháp ơi, hết nghe rồi con như pháp ơi. Dạ, đại đức thầy trì biểu ngưng nên là không thắc. Dạ, xin hỏi cái gì thưa thầy? Con nghe, con chưa nói. Dạ nghe.
Và chúng con thấy nít của đại tự kỳ, nhưng mà chúng con không có nghe. That's just the beginning of Dạ đạo tràng, chúng con nghe thấp, không có nghe được rõ tiếng của ngài ạ. Chúng tôi xin lỗi quý vị nhé. Dạ, xin lỗi quý vị, dạ, quý vị chờ cho chút xíu. Dường như là chúng ta đang có vấn đề mà chúng tôi không nói, quý vị không có nghe được bên thao tác. Hình như bên Zoom mới có nghe, nhưng mà bên thao tác lại không nghe. Dạ tốt rồi. Hy vọng là quý vị bên thao tác có thể nghe được. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta đang nói về hai tâm si, là tâm si nghi hoặc và tâm si dao động. Chúng tôi có giải thích là tại sao chúng tôi dùng chữ nghi hoặc hơn là hoài nghi. Bởi vì hoài nghi, không phải tất cả hoài nghi đều là xấu, mà có những hoài nghi tốt. Yeah. Những điều đáng hoài nghi, nên hoài nghi là tốt. Nhưng mà nghi hoặc, chữ nghi hoặc cũng thể nghĩa là xấu, là cái tâm trù trừ, tâm lừng khừng, tâm lưỡng lự phân vân. Và nó không chịu tìm ra giải pháp. Và điều này rất thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nói một cái cách như vậy, thưa quý vị, chúng ta sống giữa cuộc đời này đó, giống như một người đi ở giữa thành phố mà không có bản đồ. Một người đang đi trong đêm đen, hay là một người đang đi ở trong một khu rừng lạc lối, không biết đâu là đường đi, không biết đâu là lối về. Và điều này đó, nó lâu ngày, một cái tập tính của mỗi chúng ta là sống tận ở trong lòng, vân vân. Mình lựa chọn cái nghề, nhưng mình không biết cái nghề đó đó nó có đủ bảo đảm cho cái tương lai của mình hay không. Mình chọn một người bạn đời để kết hôn, nhưng mình cũng không chắc là người bạn đời đó có mang lại cho mình hạnh phúc như mình mong muốn. Mình chọn một cái đầu tư, mình chỉ là đoán thôi, chứ trên thế gian này không có ai mà đầu tư mà chắc 100% hết. Và thưa quý vị, điều đó lâu ngày nó đã tạo một cái tập tính của chúng ta, là chúng ta thường lưỡng lự phân vân, không có mạnh dạn bắt tay vào việc. Và điều rất dễ hiểu, tại vì chúng ta sống trong một cái sự vô cùng của không gian, của thời gian, làm sao mình biết được. Chúng ta sống không có định hướng rõ ràng, trở về làm sao chúng ta biết được. Chúng ta ví dụ như một người lạc ở trong khu rừng, hay là đang đi ở ngoài đường mà không có GPS, hay là đang đi bộ trong đêm đen không, tối đen nhưng mà không thấy gì hết. Đó là cái trường hợp của tâm nghi hoặc. Và tâm phóng dật là sự dao động. Sự dao động này đó, nó được ví dụ như là một cái hình ảnh mà chúng ta đọc ở trong kinh. Tại sao chư Phật và các vị thánh tăng A-la-hán mà ma vương có ác ma có nhắc đến đâu thì các ngài cũng không có sợ, ác ma có làm gì đi nữa thì các ngài cũng không có nao núng, mà tại vì tận trong tâm của các ngài ba cái căn là căn tham, căn sân, căn si đã không còn, và đặc biệt là căn si không còn, thì các ngài không có ở trong cái tình trạng dao động nữa. Chúng ta nói đến sự vững chãi, chúng ta nói đến đức tánh điềm đạm, chúng ta nói đến đức tánh tự tại. Những điều đó là đối lập với lại với trạng thái tâm dao động. Và sự dao động đó tạo cho chúng ta sự bất an lớn mà chúng ta không thấy. Sự dao động đó nó có thể thấy được rằng như là mình sống trong cuộc sống mà mình luôn luôn bị lao sao. Ví dụ trước kia người Âu Châu
họ sống tương đối là ổn định, một xã hội tiến bộ, họ có tổ chức, họ có một cái thị trường lớn. Bây giờ bỗng như chiến tranh của Nga và Ukraine xảy ra, dẫn đến cái tình trạng cấm vận đối với Nga, ở trong đó cấm vận dầu thô, cấm đường khí đốt, vì dầu thô khí đốt rất là cần của Âu Châu. Và bây giờ người Âu Châu thức dậy mỗi buổi sáng đó, họ bắt đầu cảm thấy bị nâu núng, bị dao động, bởi vì họ không biết rằng cái việc mà cấm nhận dầu hỏa từ Nga tạo ra hệ quả gì. Họ không biết rằng cuộc chiến tranh Ukraine có dẫn đến thế chiến thứ ba hay không. Họ không biết rằng cái việc đương đầu mà không ai xuống thang được giữa Tây Âu và Nga đó dẫn đến hậu hệ quả nào. Thì cái tâm của họ bắt đầu bất an, mà nó dẫn đến sự bất ổn. Cái bất an bất ổn đó, nó có thể nó hai trạng thái. Bất ổn là si, và bất an là sân, là sợ hãi, lo lắng là sân. Nhưng bất ổn là cái tâm không có ổn định, tâm không có an lạc, là tâm dao động, rất dễ bị dao động. Đời sống của người chúng ta, thưa quý vị, từ bản thân mình là yếu lắm rồi, còn cái nội tâm nữa, nên chi trước những đe dọa, dù là đe dọa của thời tiết, đe dọa của kinh tế, của bệnh dịch, tất cả đe dọa thường làm cho chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta bị dao động. Thì cái tâm dao động đó chúng ta gọi là tâm si phóng dật. Có một từ mà ở trong cái bài học về tâm si này, lẽ ra chúng tôi nói từ ban đầu, nhưng mà chúng tôi phải nói sau, bởi vì nó liên quan tới cái ý nghĩa của từng tâm mục, đó là thọ sản. Nếu chúng ta ôn lại đó, thì tâm tham có thọ hỷ và thọ sản. Thọ hỷ là sự phấn khích, thọ sản là sự thản nhiên. Tâm sân thì đó có thọ, thọ ưu là buồn bực, khó chịu. Nhưng mà tâm si á, nó chỉ có cái tâm thản nhiên thọ sản. Cái thản nhiên ở đây không phải, dạ, không phải hiểu theo cách là điềm đạm, mà cái tâm thản nhiên ở tại đây chúng ta hiểu là nó không thể phấn khích, nghi hoặc và dao động có gì đó phấn khích, và nó cũng không ưu sầu, nó không có tâm thọ ưu. Tại vì sao? Là tại vì nó chưa đi đến một cái chung cuộc, một kết luận nào hết. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử mà có một cái quyết đoán, có một cái kết luận là cái này tốt cái kia xấu, thì quý vị mới có cái cảm thọ là hỷ là ưu được. Nhưng mà trong trường hợp tâm si á, nó không đi đến kết luận cái gì hết, tại vì đó là nghi hoặc, tại vì đó là dao động, do đó nó nằm ở trong cái điều kiện mà chúng ta gọi là thọ xả. Yeah, chúng ta gọi là thọ xả. Thọ xả ở đây tức là nó không thể có một cái quyết đoán gì với cảnh, thành do vậy nó không hỷ không ưu, và tự nhiên nó giữ tâm thọ xả, chứ không phải là nó là cái tâm bình ổn mà điềm đạm mà thọ xả. Không phải vậy, chúng ta nên hiểu như thế này. Phật tử con nghĩ nhé, cho chúng ta chút xíu, quý vị cho chúng ta chút xíu. Chứ quý vị có nghe lời chưa? Có nghe lại chưa? Dạ. Chứ quý vị nghe lại chưa? Bây giờ khi mà chúng ta nói rằng tâm tham với tạo quá bất thiện, tại vì ham muốn, tâm sân với tạo quá bất thiện, tại vì là tâm khó chịu, muốn loại bỏ, muốn dập đi, muốn là tan biến
muốn hủy diệt đối tượng. Và nếu đủ mạnh thì nó tạo ra bất thiện. Vậy thì tâm si, tâm si y hoặc và tâm si phóng dật, tâm si dao động, thật ra thì nó chỉ là cái gì đó bị chi phối, nhưng mà nó có tạo nghiệp hay không? Thì chúng ta nên hiểu một chuyện như vậy, là cho dù đó là nghi hoặc hay là dao động, nó đều không nên hiểu đơn thuần ở trong cái tư thế bị động, mà ở đây nó còn ở thế chủ động gây ảnh hưởng. Chúng tôi đưa ra một ví dụ như vậy, quý vị hiểu cái tính cách chủ động của tâm si trong đời sống và lý do tại sao nó tạo nghiệp. Ở trong chùa hay là ở trong nhà, có những người mà họ luôn luôn lăng xăng, họ lăng xăng, họ làm cái này lăng xăng làm việc kia. Cái lăng xăng đó là một cái thú thật của họ, không có điềm đạm đó là một thú thật của họ, không có bình ổn là thú thật của họ. Nhưng mà cái lăng xăng, cái lộn xộn của họ đó, nó gây tác hại đến những người xung quanh, và có gây tác hại chứ không phải là không gây tác hại. Chúng tôi sống ở trong chùa có nhiều khi gặp một vài người đó, cái tính họ không ngồi yên, chuyện gì cũng xen vào, chuyện gì cũng dịu vào, và họ thích lăng xăng, họ có tạo nên sự chi phối đối với người khác. Thì cái tâm si mà tâm si gọi là dao động đó, nó không đơn thuần nó bị động không, mà nó còn bị động một cách chủ động. Nghe quý vị nghe kỳ ha, sao bị động một cách chủ động, tức là nó là cái tâm dao động, nhưng mà trong sự dao động đó nó có những cái tác hại đến cuộc sống ở chung quanh. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ trường hợp của ông Putin, của Vladimir Putin, tổng thống của Nga. Ông là người khởi xuất ra một cái mà ông gọi là một cái chiến dịch đặc biệt, nói thẳng ngược là một cuộc xâm lăng ở Ukraine. Và khi xâm lăng vào Ukraine thì ông nghĩ rằng có thể chiếm Ukraine trong vòng một hay hai ngày thời gian, và sau đó đặt một chiếc quân nhìn thân với mặt tư khoa, thân với Moscow, rồi vậy là hoàn tất. Nhưng mà cho đến nay thì đã hai tháng rồi, ông vẫn không có chiếm được, không chiếm được Ukraine, và nước Nga đang rơi vào trong cái tình trạng là tiến cũng không xong mà thoái lui cũng không xong. Thì cái tâm trạng của ông Vladimir Putin bây giờ đó, có thể nói rằng ông đang sống với tâm dĩ nhiên có tham có sân, nhiều cái nặng về si, tức là sự nghi hoặc, nghi hoặc không biết là cái việc mình làm nó có kết quả hay không, nó đi về đâu, tương lai đi về đâu, và có sự dao động là trước bao nhiêu những cái thất bại, bao nhiêu cái sự cấm vận kinh tế, và bao nhiêu những cái lời thống nhất làm cho cái tâm ông nó bất ổn. Nhưng mà không có nghĩa là trong sự bất ổn đó ông dừng lại, không có nghĩa là trong sự bất ổn đó không làm gì, không tạo nghiệp, không phải. Quý vị nhớ rằng người ta càng bất ổn đó, người ta lại càng tạo nghiệp, là người ta càng bất ổn, người ta càng muốn làm một cái gì đó, chứng tỏ cái gì đó, và cố gắng làm cái gì đó, và liều mạng cái gì đó. Thật ra tâm si, đừng nói là tâm si nghi hoặc, mà tâm si dao động không có tạo nghiệp, thật ra nó không tạo nghiệp, thưa quý vị. Có tạo nghiệp thì tạo nghiệp nặng lắm. Quý vị phải tự biết là thường thường chúng tôi cần đi bộ mỗi ngày, vì chúng tôi bị tiểu đường đi bộ mỗi ngày, và cái giờ chúng tôi đi bộ một cái điều yêu nhất ấy, là sáng sớm khi mà chúng tôi giảng trong phòng thấp. Tại vì lúc các Phật tử bắt đầu đến chùa mà chúng tôi đi bộ, thường ở ngoài họ hay có người thì chặn lời hỏi này, chặn lời hỏi kia, thành chúng tôi có đi bộ không? Thật ra bây giờ mình đi bộ tốt nhất chúng tôi buổi sáng sớm và buổi tối. Và hôm nay thì cũng có người họ mang chiếc phọc clip đến delivery cho chùa, mà chúng tôi lại không có đi bộ bên ngoài được, chúng tôi vào trong phòng. Thành thỉnh thoảng cũng phải để ý bên ngoài, sợ người ta đến ta giao chiếc xe mà mình không có nhận được. Thế quý vị cũng hoàn nghị là đôi khi chúng tôi cũng phải dừng chừng, tại vì họ nói họ có thể đến bất cứ lúc nào buổi sáng hôm nay. Thì thưa quý vị, bây giờ
chúng ta trở lại với cái tâm si đó, là tâm si đó nó cần một số các cái chất liệu của thiện để mà áp đảo. Nó cần trí tuệ rồi, nhưng mà nó cần có cái một cái tính cách là thắng giải hay sự quyết đoán. Cái thắng giải rất là quan trọng, nghĩa là một cái thái độ quyết đoán, dù làm hay không làm cũng phải có quyết định, hơn là ngồi đó trụ trì. Và đặc biệt một trong những cái tâm thái mà đối lập với tâm si dao động đó là cái tâm rất là vững chãi, tâm rất là an nhiên trong cuộc sống. Về điều này quý Phật tử có thể nhìn thấy những người sống ở chung quanh, có những người gặp việc gì đó là cũng có thể nghĩ dựng lên, dù việc lớn hay việc nhỏ cũng lao sao cũng lăn xăng, gặp việc gì cũng vẻ lớn quýnh lên, thì người đó không bị cái tâm si dao động nhiều. Và cũng có những người do cái sự hiểu biết, do cái tuổi tác, do cái điều kiện, do cái địa vị gặp mọi việc, họ có thể bình tĩnh để xử lý, thì họ sống ít với cái tâm si dao động. Nhưng mà cái tâm si dao động đó nó rất dễ xảy ra ở trong trường hợp là chúng ta bị những cái gọi là những cái tương phản của cuộc sống nó xảy ra trong đời sống. Sự tương phản đó là hoặc là khen hoặc là chê, đó là một sự tương phản, hoặc là vui hoặc là khổ, đó là một tương phản, hoặc là nặng danh hoặc như mất danh, tức là rồi vinh nhục rồi đẳng thất, tức là được lợi mất lợi, khen chê vui khổ vinh nhục đẳng thất. Những cái này đó nó là những bốn pháp, bên này bốn pháp bên kia tám pháp, nó tương phản đối lập nhau. Và nếu cái tâm của chúng ta không khéo tu thì thứ gì chúng ta dễ bị dao động bởi tương phản đó. Cũng như là một câu kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là ví như núi đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng, dễ gì chuyển lai. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm dao động đôi mày chữ nhật. Cái tâm của chúng ta mà khéo tu tập, tâm của chúng ta có trí tuệ, thì nó giống như là một cái núi đá, một con núi, trước cuộc không, nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu cái tâm chúng ta yếu mà gặp ra những cái tương phản trong đời sống, thì quá kẹo, quá vui, quá buồn, quá khổ, thì trong cái tâm của chúng ta thường bị dao động. Do vì tâm si chứ, nó xảy ra nhiều trong cuộc sống. Và đa phần những cái hành động, những cái sở hành mà chúng ta có đó, nó đều dựa trên tâm si, hoặc là si nghi hoặc, hoặc là tâm si dao động. Cái đó là cái chúng ta không có biết. Cái gì nhớ là cái tâm tham và tâm sân khi nó hiện ra để biết là một trạng thái là tham muốn khao khát dính mắt, một trạng thái là nóng nảy bực bội. Nhưng mà cái si, đặc biệt là si hoài nghi và si bốc giật, chúng ta phải quan sát và phải thấy ở nơi mình những chuyện gì rất là khó, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Quý Phật tử, chúng tôi phải bước ra ngoài rồi, có vị nào để băng cho khoảng chừng 15 phút nha, tại vì không có các vị giảng sư đó. Chúng tôi sẽ trở lại trong 15 phút, có vị nào có thể giúp chúng tôi chút. Giác ngộ về tứ đế
và chính được đạo quả tu được quần. Hai vị dũng sĩ này pháp nhãn hy trần vô cấu đã khởi lên niềm tin bất ngờ đối với Phật pháp và không bao giờ tin một cách không có suy nghĩ. Cái niềm tin đó dựa trên cái trí tuệ giác ngộ pháp. Phàm pháp gì có tính cách tập khởi thì pháp đó đều có tính cách quả diệt. Và hai vị đã quyết định xuất gia theo Đức Phật. Và hai người nghĩ đến thầy cũ là ngoại đạo sư Sanh Chế Giác, dù sao cũng là thầy nhất tự chi siêu, nhất tự chi siêu một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nên trên đường đi hai vị đã ghé qua thú xíu của du sĩ Sanh Chế Giác và bày tỏ sự quan hệ của mình khi tìm được đạo lộ bất tử và thông báo cho thầy biết là hiện nay Phật pháp tăng đã xuất hiện ở đời và khuyên thầy Sanh Chế Giác nên xuất gia theo Đức Phật để hưởng được cái hương vị bất tử. Nhưng mà Sanh Chế Giác thì lại cố chấp, lại cho rằng mình là một vị giáo chủ đang lãnh đạo một cái đường chúng như thế này, sau nay lại phải hạ mình làm đệ tử của Samu Gautama. Thì Upatissa và Kulita nếu đừng hết lời lẽ để khuyên nhủ thầy đừng có cố chấp như vậy. Đừng có bỏ lỡ cơ hội. Nhưng cuối cùng thì Sanh Chế Giác, ngoại đạo sư Sanh Chế Giác mới nói rằng, mới hỏi rằng các hiền hữu nghĩ sao? Trong đời này người trí nhiều hay là người ngu nhiều? Thì hai vị mới trả lời là người trí rất ít và người ngu thì nhiều. Thì Sanh Chế Giác lại một lần nữa có cái kiến thức hẹp hòi mới nói rằng vậy thì hãy để người trí cho Samu Gautama tiếp độ, còn những kẻ ngu hãy để ta dẫn dắt. Biết không thuyết phục được thầy cũ nên hai người đã ra đi. Thì trong số đồ chúng của ngoại đạo sư Sanh Chế Giác, 500 vị du sĩ, trong đó khi mà ngồi ghe thì có 250 vị du sĩ rất quan hỷ và đồng lòng đi theo du sĩ Upatissa và Kulita để xuất gia với Đức Phật. Quả thật vậy, sau khi xuất gia thọ tụ túc giới, dạ con thấy ngài nhận vào trong rồi, con thỉnh ngài cầm mic ạ. Xin lỗi quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, là tốt quá. Bây giờ Phó Thoát nói nghe rõ rồi.
Chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi phải ở bên ngoài đó, tại vì người ta sắp mang một chiếc xe forklift đến rồi chúng tôi phải nhận đó. Nên chúng tôi phải đứng ở ngoài, quý vị quan hệ cho nhận. Và hy vọng rằng bây giờ chúng tôi nói chuyện quý vị có thể nghe được. Khi nói về tâm si đó thì quý vị, chúng ta phải nói đến ba cái phạm trù khác nhau. Phạm trù của tâm si, phạm trù của thuộc tánh si và phạm trù của vô minh. Ba cái phạm trù này phải được chúng ta hiểu và chúng ta phân biệt. Thứ nhất là trước khi nói đến tâm thuộc tánh định đến thuộc tánh si thì quý Phật tử nào có học lớp Thắng Pháp của Hòa Thượng Tự Siêu hay trước kia, hoặc là học ở đâu đó đó, thì quý vị đều biết rằng thuộc tánh si hay là tâm sở si đó, tâm sở si đó có, nó có mặt ở trong tất cả các tâm và không kể trong tâm gọi là tâm bất thiện, tâm sở bất thiện biến hành, dạ, tâm sở bất thiện hành. Nhưng mà cái si đó là cái nhân sâu xa làm cho mê mờ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là nếu một người mà họ bừa bãi chuyển chi phối tâm tư của họ, dạ, chi phối bằng cách nào? Bằng cách là họ đi chùa, họ cảm thấy thoải mái đi đến sòng bài để du ngoạn thiên nhiên. Tại đối thiên nhiên họ không cảm thấy hào hứng, bởi vì sao? Cái tâm của họ nó bị dính mắc vào chuyện bài bạc. Thì một cái chuyện mà đắm nhiễm bài bạc thôi, nghiền cờ bạc thôi, nó có thể chi phối cả cuộc đời trong nhiều tầng lớp, bằng cách trực tiếp, bằng cách gián tiếp, bằng thì cái đó nó xem như là một cái chất liệu làm cho tâm trí không được sáng. Ông bà chúng ta có câu nói rằng ăn quá mất con, giận quá mất khung. Nhưng mà ở trên thực tế chứ, thì nếu chúng ta sống với phiền não, dù là tham, dù là sân, dù là si, trong bả cá bả tâm đó đều có cái thuộc tánh si đó. Nếu chúng ta xuyên, nó làm cản cái trí tuệ của mình. Dạ, làm cản cơ trở trí tuệ. Chúng tôi để ý thấy một việc này rất là rõ ràng là ở cái tiểu bang nào ở Mỹ đó, mà có nhiều thú ăn chơi như là ở California chẳng hạn đó, thì cái học sinh mà giỏi đó là người Việt Nam học không giỏi bằng những cái nơi mà học sinh có thể tập trung vào tâm trí được. Tại khi mình ăn chơi nhiều quá, cái tâm mình học không giỏi. Và có những nơi mà thành phố hẻo lánh như Port Arthur chẳng hạn, nhưng mà con em Việt Nam thì điểm rất là cao, bởi vì nó bớt đi cái sự ăn chơi đi. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái đời sống của chúng ta, dù là chúng ta sống với tâm tham, tâm sân, tâm si, nó đều có cái thuộc tánh si. Và thuộc tánh si là một cái thuộc tánh mà nó khiến cho tâm trí của chúng ta bị muội lực, tâm trí chúng ta không có sáng suốt, nó chiếm cái chỗ của trí tuệ không thể hiện diện trong mọi nơi đó nhiều, đã ảnh hưởng chúng ta rất lớn. Đó là ảnh hưởng thuộc tánh si. Bây giờ chúng ta nói đến cái phạm trù khác đó, là si chính là vô minh. Si chính vô minh thì cái ảnh hưởng của vô minh này đó là nó ảnh hưởng không phải chỉ có pháp bất thiện, mà nó ảnh hưởng đến tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc. Và cái ảnh hưởng của nó đó
ảnh hưởng của cái si gọi là vô minh đó, là cái khả năng để tạo tác, để tạo thêm, tạo thêm ở đây tức là tạo thêm sanh hữu, có sanh y, tạo thêm luân hồi, ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nói như vậy là chính trong cuộc sống chúng ta tạo nên rất là nhiều những cái hình mẫu. Mình là như thế này, mình có cái kia, mình đạt được cái nọ. Nhưng mà rồi sau hết mình nhìn lại đó, mình đã bỏ công rất nhiều, bỏ cái năng lực rất là nhiều mà tạo ra những thứ mà trên thực tế nó không mang cho chúng ta được cái sự lợi lạc như chúng ta nghĩ, như chúng ta mong muốn. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta gọi đó là cái sự tạo tác do không hiểu biết. Không hiểu biết là vô minh, và do cái ham muốn gọi là ái dục, vô minh và ái. Tại vì khi mà mình nói đến thuộc tánh si á, vô minh chính là thuộc tánh si. Nhưng mà đừng nghĩ rằng thuộc tánh si chỉ chi phối tâm bất thiện, mà cái thuộc tánh si đó nó có ảnh hưởng đối với tất cả những cái tâm mà tạo quả luân hồi, tức là tâm đại thiện, dục giới tịnh hảo, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới. Tại vì chính cái do không hiểu biết, do không thấy rõ nên tạo ra. Nói chung cuộc đời của mình tạo rất nhiều thứ. Và khi mà đặt một cái câu hỏi, và mình đặt cái câu hỏi rằng tại sao mình tạo cái này, mình nghĩ rằng do mình biết, nhưng mà thật ra mình tạo nên là do mình không thật sự biết. Do không thực sự biết, không thực sự nắm rõ, không biết cái gì là khổ, không biết cái gì là sự diệt khổ, và không biết cái gì là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là vấn đề. Đúng ra trong những cái tâm mà mình học, trong những điều mình học ở trong liên quan đến tâm lý Phật giáo đó, thì cái si là cái tương đối rất là khó hiểu. Tại chúng tôi nói là quý vị luôn luôn phải hiểu ba cái phạm trù. Si là thuộc tánh si, si là tâm si, mà hai tâm si được nêu rõ là tâm si nghi hoặc và tâm si phóng dật, và tâm si dao động. Và si được hiểu là vô minh, tức là một cái lực ở phía sau chi phối toàn bộ cuộc sống. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng thường hiểu lầm về si, đó là chúng ta nghĩ rằng si là sự vắng mặt của trí tuệ. Vắng mặt của trí tuệ chưa đủ gọi là si. Như chúng ta nói, nước mà không có chất khoáng á, nó chỉ là nước lã thôi, đó là nước bình thường. Nhưng mà nước mà nó có bùng, nó có làm cho cái bị vẩn đục, đó là một chuyện khác. Và đồng thời đừng bao giờ nghĩ si nó có tác thụ động, nó không có tạo nghiệp. Mà thật ra chính cái si đó, nó là một cái tác động sâu xa nằm đằng sau các nghiệp. Bởi vì khi chúng ta học về giáo lý duyên khởi đó, thì vô minh duyên cho hành. Và chúng ta nhớ rằng hành ở đây là hành vi tạo tác, dù là thiện, dù là bất thiện, dù là phúc hành, dù là phi phúc hành, bất động hành, đều là do vô minh chi phối hết. Thành ra về cái lĩnh vực này nó rất sâu xa. Chúng ta sẽ có dịp đi vào giáo lý duyên khởi phần tới, nhưng mà chúng tôi muốn quý Phật tử khi mà đề cập đến tâm si đó, không bao giờ mà hiểu mà quan niệm rằng đơn thuần si đó nó là cái gì thụ động, và do nó thụ động nên nó không có chuyện gì để mình quan trọng hết. Và chúng tôi nói với quý vị Phật tử từ đoạn đầu mà có lẽ hồi nãy nó cũng hơi trục trặc, quý vị nghe không rõ đó, đó là con người trong cái nhìn bình thường đó, thì trong cái nhìn bình thường là tham đáng ngại, sân đáng ngại, nhưng mà si không đáng ngại. Nhưng mà si thì nó đáng ngại chứ không phải là không đáng ngại. Không phải là chỉ đáng ngại không, mà cái si đó nó ảnh hưởng chúng ta vô cùng vô tận, chúng ta không biết được. Thậm chí ở trong các vị dạy thắng pháp, các vị thường nói rằng tâm tham á,
là nó dễ dằn mà khó khó diệt. Tâm si á, là khó dằn dễ diệt. Ở tâm sân á, là khó dằn mà dễ diệt. Nhưng mà tâm si á, là khó dằn mà khó diệt nữa. Dạ, quý vị, chúng ta nên thấy cái ảnh hưởng của tâm si rất là mạnh trong đời sống. Vì vậy, thưa Phật tử, cái kinh nghiệm mà chúng tôi học Phật Pháp và học Thắng Pháp đó, là có rất nhiều cái ngộ nhận, có rất nhiều cái hiểu lầm. Dạ, hiểu lầm là bởi vì chúng ta dùng một cái ý niệm thường thức, cái ý niệm bình thường trong đời sống mà chúng ta hiểu kinh điển. Dạ, chúng ta hiểu kinh điển. Như trong cái bài học vừa rồi chúng tôi có nói là chữ sân ở trong cái khái niệm bình thường đó, sân là nổi nóng lên mới là sân. Nhưng mà cái sự phật ý nhỏ, sự không vừa lòng nhỏ nó cũng gọi là sân. Cái đôi khi không biểu lộ bên ngoài của là sân, cái chữ sân ở bên ngoài sẽ khác, sân ở trong Phật Pháp, đặc biệt trong Thắng Pháp khác, ở trong thế giới vĩ mô chúng ta phải hiểu khác. Và si cũng vậy, si mà chúng ta hiểu theo vĩ mô chúng ta phải hiểu nó hoàn toàn khác hơn là ở bên ngoài. Nó chi phối cuộc sống của chúng ta, đặc biệt hết sức là sâu xa. Và bây giờ thì chúng tôi bước sang một cái điểm khác của hai tâm si hôm nay đó. Là thứ gì? Cái tham, cái sân, thấy như vậy đó mà chúng ta có thể áp đảo, thường là tự chế. Nhưng mà cái tâm si ấy, có vẻ mà chúng ta rất là khó để tự chế. Bởi vì một lúc nào đó ở trong cuộc sống mà thấy của tâm của mình không có vững, tâm mình không vững, tâm của mình dễ lao sao, tâm của mình dễ dao động, thì chúng ta đặc biệt là phải vận dụng đến cái sự tu tập. Dạ, bằng đường sự tu tập, do cái sự tu tập chúng ta có thể bình ổn lại tâm tư của mình. Chúng tôi lấy ví dụ là một người có giữ giới, một người có tin vào cái thiền pháp của mình, một người thường niệm tưởng hồi hướng phước cho chư thiên, hay là một người thường có một cái thái độ mạnh mẽ, gọi là cái nội lực sung mãn, thì người đó ít bị cái trạng thái nghi hoặc hay là dao động. Nhưng mà nếu chúng ta không có được những cái ưu thế đó, thì cái sự dao động đó, nó rất thường hay chi phối tâm tư của chúng ta. Quý Phật tử, cô Di Pháp Quan Hỷ để lại băng giảng nhiều chữ tư chút xíu. Dạ, cô Quan Hỷ để lại chút xíu nha. Xếp lên một thời pháp, nói về tuần tự pháp, anh lúc có tám tập tha, thì năm vị, 250 vị kia chính là A-la-hán liền. Còn Kulika bây giờ được gọi là Mokkalana, ngài Mokkalana, ngài phải đến một tuần lễ sau, 7 ngày sau là phải chứng được quả A-la-hán. Còn ngài Upatissa tức là tôn giả Sariputta thì phải mất 2 tuần lễ sau khi xuất gia mới chứng được quả A-la-hán. Và khi mà hai vị đã chứng được quả vị A-la-hán rồi thì Đức Phật ngài nhân cái dịp hợp tăng đó, thì Đức Phật ngài ấn chỉ thực tại cái vị trí
thượng thủ kinh phân Akasavata là tôn giả Sarvata và Mokkalana. Một số vị tỳ kheo thắc mắc vì sao những vị kinh phân xuất gia trước mà Đức Phật này không có ấn chỉ cho ở cái vị trí đó, mà hai vị này mới xuất gia mà Ngài đã ấn chỉ, thì Đức Phật này giải nghi cho họ. Ngài nói Ngài không có thiên vị, bởi vì rằng ở trong thời quốc thời Đức Phật Anumodassi lúc đó đạo sĩ Sabda và một người bạn thân cũng được quỳ dưới chân của Đức Phật Anumodassi để phát nguyện thành bậc thượng thủ tinh văn. Đức Phật Anumodassi ngài thọ ký. Thì thưa quý vị, sau khi trình bày như vậy xong đó, thì tôn giả Sariputta và tôn giả Mokkalana mới thuộc lại cho Đức Phật nghe về. Trong lúc mà đi về ghé viếng thầy, thầy cũng rủ thầy đi để tu theo Phật pháp. Thì thầy lại cố chấp và có những tư tưởng hẹp hòi ngâm cạn. Đức Phật ngài mới nói rằng chính vì cái tư tưởng sai lầm đó, cái điều quan trọng thì lại thấy là không quan trọng, còn cái điều không quan trọng thì lại thấy là quan trọng. Bởi vậy do cái tư duy sai lạc này mà những người kia họ không có đạt được cái tinh hoa, cái cốt lõi. Còn ngược lại, những người có cái tư tưởng đúng đắn, cái điều quan trọng thấy là quan trọng, điều không quan trọng thấy là không quan trọng, cái điều chính yếu thấy là chính yếu, điều không chính yếu thấy là không chính yếu, vân vân. Do cái tư duy đúng đắn như vậy nên người đó đạt được cái chân lý. Và bài kệ này Đức Phật đã dạy trong tiếng Pali: Asare Sarabhatino Sare Chasa Radhasino Ke Sarana Kigachanti Mucha Santap Gojara Saranja Sarato Jatava Asaranja Sarato Ke Sarana Kigachanti Sama Santap Gojara. Thì ở trong bài kệ này thưa quý vị, chúng tôi nói là có hai từ hay là bốn từ mà ý nghĩa đặc biệt. Nó là chữ Sara, Asara, Vijja Sankappa Gojara, Samma Sankappa Gojara. Cái chữ Sara ở đây cái nghĩa
của chữ Sara có nghĩa là lớn hẹp hay là tốt đỉnh. Sarupama, cái bài kinh tại dụ tài ở đây tức là lỗ cây, bài kinh ví dụ lỗ cây, bài kinh ví dụ lỗ cây trong cái bộ kinh thì chữ Sarat ở đây có nghĩa là lỗ cây. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh này, ngữ cảnh của bài kệ thì chúng ta phải hiểu có nhiều nghĩa. Chúng ta phải giải thích như thế nào, phải hiểu như thế nào để cho nó phù hợp. Ví dụ như ở trong chú giải khi mà nói đến chữ xa rá thì đương nhiên là các ngài chú giải là các ngài lấy cái phần chủ yếu, tức là cái chữ xa rá ở đây là chỉ cái tinh hoa của giáo pháp, tức là giới định tuệ giải thoát tri kiến và niết bàn. Hay người ta nói ở đây còn được giải thích là 37 mô liệt phần, tức là sức chính cần, tự nhiên ý thức ngũ ngũ vị ngũ lực không chấp chi bất thế nào không tập. Nhưng mà thứ gì cốt lõi đó thì đương nhiên là chúng ta thấy đúng rồi đó. Nhưng mà có điều là đúng với ngoại đạo sư Sanjaya mà phải đặt vấn đề là cái tinh hoa của chánh pháp mà lại là không cho là tinh hoa, hay là còn cái không phải là tinh hoa mà cho là tinh hoa, thì chúng tôi trong trường hợp này nó không có, nó không có, nó không có hợp lẽ. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết đợi khi nào xuất gia xong đắc đạo quả là đệ tử Phật ấy, thì lúc đó mới đặt vấn đề cái tháp cốt lõi là cái này. Còn ở đây trong cái nghĩa khác thì cái chữ xa lá chúng ta phải hiểu cái gì nó là thật, cái gì là thật, cái xa lá là cái gì là giả, cái không thật. Thật và không thật, hay nói cái khác, một nghĩa khác nữa, tức là xa lá là cái điều chính yếu và xa lá là điều không chính yếu. Một nghĩa khác nữa thì chữ sa rá có nghĩa là cái điều quan trọng, và cái chữ sa rá có nghĩa là không quan trọng. Khi mà chúng ta hiểu thật cái nghĩa này đó thì chúng ta mới bàn sâu được, chúng ta mới bàn sâu được. Còn cái từ ngữ khác mà chúng ta phải hiểu đây là chính xác là Gojara và Samma Sankappa Gojara. Mà ở trong bản dịch của Ngài Mãn Châu này dịch là do tà tư tà hạnh hay do chánh tư chánh hạnh. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây theo cái ngữ pháp Bali chứ, cái ngữ pháp Pali
nó có cái từ hợp thể. Một cái từ hợp thể rất quan trọng lắm thưa quý vị. Ở đây cái từ hợp thể này không phải là Mecha Thăng Cấp Tát cộng với Gojara, mà phải là Sinchita Gojara Mecha cộng với Thăng Cấp Gojara. Chữ Gojara đó, chữ Gojara chỉ có nghĩa là cảnh giới hay là cái hệ. Cho nên chữ sinh cấp tánh ở đây sanh cấp vua trở ra, chúng ta nói là cái hệ tư tưởng hay là tư duy. Cho nên nói chung tức là cái hệ tư tưởng, hệ tư duy. Còn cái chữ Mitcha đó thì có nghĩa là tà, nhưng mà chữ Mitcha nó có nhiều nghĩa lắm. Có nghĩa là lệch lạc, hay là trái ngược cũng được. Chúng ta xài cái nghĩa trái ngược cũng được, lệch lạc cũng được. Và cái chữ Sama Sankhap Gojara tức là chữ Sama ghét với Sankhap Gojara, tức là cái tư tưởng, cái tư duy đúng đắn hay là cái sự suy nghĩ đúng đắn. Cho nên ở trong chú giải cái chỗ này, chú giải mà đi đấy chú quý vị, chú giải của con kinh Pháp Cú này, khi mà nói đến Mitcha Sankappa thì lại giải thích đó là ba cái tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thưa quý vị, nếu mà giải thích cái cách đó thì chúng ta sẽ lấy làm lạ là cái chuyện này, cái chuyện ba tà tư duy này nó không có liên quan gì đến ngoại đạo sư Sanchaya cả. Bởi vì ngoại đạo sư Sanchaya lúc đó đâu có khởi được cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đâu. Sanchaya lúc đó chỉ có một cái dữ hẹp hồi, sai lầm ở chỗ cái điều quan trọng xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày không giống như mọi ngày. Lúc mà chúng tôi không nói chuyện được thì không có việc, mà lúc nói chuyện được thì lại có bằng việc, xin rất xin lỗi quý vị. Có việc nhiều khi nó vậy đó. Và điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là sống thích nghi, sống nhẹ nhàng, sống hài hòa. Và khi mà chúng ta ít có xáo trộn, ít có phiền não, ít có dao động đó, thì nó có cái phần thưởng, một cái phần thưởng khác của cuộc sống là chúng ta thắp sáng được trí tuệ của mình. Dạ, bởi vì nhớ một điều là cái trí tuệ nó kỵ với cái si. Dạ, cái si vẫn cứ trường hợp gì, nó là một chất vẩn đục. Dạ, nó là một cái chất vẩn đục, nó làm cho si là người trí tuệ không sanh khởi. Vì vậy khi một người mà có học mà thắng pháp và có hiểu á, thì chúng ta rất là trân trọng những cái giờ phút mà mình sống nhẹ nhàng. Dạ, thí dụ những khi mà mình có thể cùng đi bộ một mình, có nhiều khi mình ngồi tỉnh táo mình đọc một căn kinh, hay là mình có thể bàn về Phật pháp, hay là tụng một thời kinh vân vân, những điều đó nó sẽ cho chúng ta trở về lại với cái không khí lắng động và ít có phiền não.
càng ít phiền não thì càng ít có si. Ít có si thì nó mới nhường chỗ cho trí tuệ được. Bởi vì con người chúng ta sống và chúng ta hoạt động đó rất là cần đến cái chất liệu của trí tuệ. Và để có được chất liệu trí tuệ thì thưa quý vị, chúng ta hết sức là cần thiết để làm sao bớt phiền não. Hay khi nào có phiền não bất cứ thời gian nào thì đều có đối diện với cái gọi là cái si ám, dù là thuộc tánh si hay là tâm si. Và chúng ta nhớ một điều là con người mình sống đó, mình càng có nhiều, càng tu ít mà tài sản nhiều thì tâm chúng ta càng bị dễ bị dao động, dễ bị bấn loạn, dễ bị bất ổn. Và ở trong cuộc sống mà nếu không có niềm tin, không có chánh niệm, không có trí tuệ đó, thì tâm chúng ta dễ sinh ra nghi hoặc. Và dù là nghi hoặc hay là dao động đó, nó nếu mà nó xảy ra một vài khoảnh khắc thì nó không đến nỗi, nhưng mà nếu nó thường xảy ra trong đời sống này và đời sống khác đó, trong tháng năm này qua tháng khác đó, mà chúng ta thường xuyên sống trong cảnh đó, đó thì cái tâm của chúng ta nó trở nên bất ổn và nó khiến cho trí tuệ càng ngày càng vắng mặt đi. Nên thì chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng. Chúng tôi rất là xin lỗi quý Phật tử là bài học ngày hôm nay bị trục trặc kỹ thuật và cũng gián đoạn. Nhưng mà chúng ta mỗi một ngày đó, nếu có tập trung thì quý vị cũng sẽ theo dõi được một số ý nghĩa của bài học. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ lưu ý điều mà chúng ta gọi là cái ảnh hưởng của tâm si trong đời sống hàng ngày, đừng coi thường đó. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp tương bộ mà bị giảng sư là thượng tọa Pháp Thân. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Dạ chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng nhắc nặng. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức và mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, phương tu các hành lành thanh tịnh quả tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc tiệm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường. Trong để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.
Bye.